Ngày 25 tháng 5, tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nằm trên địa bàn hai huyện Quan Hóa và Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra giải Marathon băng rừng Việt Nam lần thứ 3 Pù Luông năm 2019, với sự tham gia tranh tài của gần 1.000 vận động viên đến từ Việt Nam và 46 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Giải do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân hai huyện miền núi Quan Hóa, Bá Thước tổ chức. Theo ban tổ chức, việc lựa chọn khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông là nơi tổ chức giải Marathon băng rừng Việt Nam lần thứ 3 nhằm mục đích muốn đem tới giải đấu những yếu tố rừng rậm mới lạ với những khung cảnh đồng lúa bao la và những con đường mòn trong bản nhỏ của người dân tộc thiểu số. Những thử thách khác lạ trên đường đua ở Pù Luông sẽ đưa các vận động viên và du khách tới một vùng đất mới của Việt Nam với chủ đề chạy giữa mùa vàng. Giải năm nay có sự tham gia của những vận động viên chuyên nghiệp, một số thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng như các du khách đam mê chạy marathon băng rừng và khám phá du lịch. Theo đánh giá, giải Marathon băng rừng Việt Nam lần thứ 3 Pù Luông năm 2019 thu hút số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các cuộc tranh tài đã diễn ra hào hứng, sôi nổi nhưng cũng không kém phần quyết liệt với sự tham gia cổ vũ của đông đảo du khách, người dân các huyện Bá Thước, Quan Hóa. Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung chạy 10 km, 25 km, 42 km, 55 km và 70 km. Các cự ly chạy đều có điểm xuất phát từ các xã nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước và có điểm đến về đích tại Bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa. Giải là cơ hội để các vận động viên du khách trong nước và quốc tế khám phá những điều mới lạ, đặc sắc của thiên nhiên, con người tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, điểm du lịch lý tưởng của vùng cao Thanh Hóa. Kết thúc chặng đua, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở tất cả các nội dung thi đấu của nam nữ cho các vận động viên đạt giải cũng như các giải phụ. Ban tổ chức giải cũng sẽ đóng góp 100% số tiền đóng góp từ thiện từ các vận động viên cho việc hỗ trợ phát triển địa phương, ưu tiên hỗ trợ giáo dục học đường, chăm sóc sức khỏe người dân và nâng cấp các công trình thủy lợi hoặc đoạn đường dân sinh khó khăn trong đi lại.